thì chúng ta cần phải nói chuyện đi lại với khách hàng nhiều lần để làm rõ cái requirement này. Thì đó là một cái ví dụ về requirement. Và bạn để ý với cô là cái requirement này nó đang mô tả một cái sản phẩm chưa có thật, nghĩa là chưa có cái công cụ nào ở công ty họ cả. Đây là cái sản phẩm mới nên thông thường nó sẽ không có số liệu để cho bạn thu thập. Nhưng nếu một cái đơn đặt hàng nó đến với chúng ta mà cái doanh nghiệp của họ người ta đang sản xuất, dữ liệu họ cũng có, họ đang lưu vào file Excel, ví dụ như vậy. Thì lúc bạn làm những cái đề tài mà có thật như vậy, mà có do cái sản phẩm dữ liệu nó có sẵn như vậy, thì chúng ta thường ngoài cái chuyện phát biểu như văn bản, chúng ta cần phải đi thu thập tất cả những cái số liệu, những cái dữ liệu là đi xin của họ để mình mang về, mình xem vào trong cái số liệu đó để mình lọc ra đâu là dữ liệu của bài toán. Như vậy cô vừa show cho các bạn một cái ví dụ là một cái user requirement chúng ta sẽ có được để bắt đầu đi phân tích. Thì sau khi có được cái user requirement đó xong thì đội chúng ta, team chúng ta về nhà trải qua hai bước trung gian thì sẽ ra được cái database. Bước trung gian thứ nhất người ta gọi là mức thiết kế conceptual, conceptual level hay là conceptual diagram hay conceptual schema đều ám chỉ một kiểu, đó là cho ra được một cái hình vẽ giới thiệu khái quát tổng quan cái data chúng ta có từ cái requirement đó. Ở đây cái mức này ở mức khái niệm thôi nên nó không đòi hỏi chúng ta phải đánh giá nó tốt hay nó xấu, nó mới chỉ là một cái hình vẽ để diễn đạt lại những cái gì là dữ liệu cần có trong cái user của mình, user requirement của mình. Và chưa chắc đây đã là bản cuối cùng, chúng ta có thể edit, ta có thể chỉnh sửa lại bởi vì nó chưa chắc đã đúng, nhưng ít nhất có nó chúng ta sẽ clear, chúng ta sẽ rõ về dữ liệu trong cái đề tài này. Thì sản phẩm ở cái giai đoạn này nó là trình bày trên giấy nên cái ERD của chúng ta là một cái hình vẽ nha, và vẽ trên giấy được chưa. Rồi sau khi bạn vẽ ERD thì cái team của mình thường phải ngồi bàn bạc với nhau và xem coi có cần phải điều chỉnh gì không, nó có đủ dữ liệu cho làm tất cả các cái requirement này không. Thì thực tế khi chúng ta làm thì nó chỉ đáp ứng được khoảng 80 đến 90% các chức năng của requirement thôi. Còn trong quá trình mình làm, mình có bổ sung thêm. Tại vì lúc mình phân tích mình chưa có nhìn kịp, mình không có nhìn thấy. Nên trong quá trình cài đặt các cái use case, các cái chức năng thì bạn có thể edit. Nhưng edit chỉ cỡ 10% thôi, bởi vì cái khung của nó ta thiết kế nó đã phải đúng rồi. Thì ta bổ sung thêm là thêm 10% làm cho cái công việc của chúng ta nó không phải làm lại từ đầu. Thì cái ERD đấy nó mới đủ tốt. Chứ bạn đưa ra mà sau khi bạn code mấy cái chức năng ở trong requirement mà bạn phá toàn bộ cái ERD đi, phá toàn bộ cái thiết kế database lúc đầu đi thì như vậy là chưa ổn. Do đó khi thiết kế ERD, sinh viên thường hay đến gặp mentor là giáo viên hướng dẫn của em ấy để ngồi nói chuyện, nhờ mentor giám sát giúp là mình vẽ như vậy nó đã đạt chuẩn chưa? Nghĩa là đúng tiêu chuẩn về cái hình thức. Chứ tôi không nói đạt chuẩn về độ tốt của database, mà là cái hình thức trình bày nó có đúng chưa? Nếu bạn vẽ mà sai hình thức thì lên hội đồng người ta sẽ đập em chết luôn. Sẽ mắng, sẽ phản biện em là em nhiều lỗi quá thì chắc chắn điểm của em sẽ không cao. Rồi cái thứ hai nữa, mentor gặp em, họ sẽ dò lại xem nó data em thiết kế vậy nó có phù hợp với cái yêu cầu công việc hay không, thì cái này sẽ phải nhờ thêm mentor xem giúp. Thì ở đây mentor chỉ đóng vai trò là xem giúp thôi, chứ còn bản thân team của các em là phải người tự làm. Rồi sau khi có được cái EAD thì chúng ta sẽ đi qua bước thứ hai, vẫn là vẽ hình trên giấy nhá. Cái bước thứ hai này vẫn là kết quả được trình bày trên giấy. Người ta gọi cái bước này là database schema. Các em sẽ còn nhớ database schema. Ta có tên quan hệ, mở tròn, danh sắt các cột, ví dụ stu id, hai chấm, kiểu in, phẩy, name,
kiểu string và đâu là khóa ngoại, khóa chính, ví dụ vậy. Thì ở đây tôi chat lên cái ô chat database schema là tập hợp các cái relation schema. Trong đó chúng ta xác định rõ đâu là khóa chính và đâu là khóa ngoại. Rồi kiểu dữ liệu quan hệ của tụi nó ra sao. Thì cái bước database schema này thì người ta gọi là logical diagram. Nếu như ở bước trước người ta gọi nó là conceptual diagram hay còn gọi là ERD thì nó mới ở cái mức khởi tạo, ở mức tổng quan. Nhưng khi xuống logical thì cái database của bạn nhìn nó đã rõ hơn. Và khi đã xuống logical diagram rồi là ở đây này, database schema này, nó có cái tên khác là logical. Thì chúng ta sẽ ngồi cài đặt nó lên phần mềm. Thì cái sản phẩm cài đặt xong trên phần mềm người ta gọi là physical diagram. Như vậy chúng ta có ba cái diagram. Cái diagram thứ nhất conceptual hay còn gọi là ERD, gọi chữ nào cũng được, ERD là cái lược đồ đầu tiên. Sau đó đến bước thứ hai là logical diagram hay còn gọi là relational database schema. Nó có hai tên để nói. Và cuối cùng một cái bản cài đặt cụ thể trên phần mềm SQL Server thì người ta gọi là physical. Như vậy đấy là những cái kết quả mà các em phải làm và trải nghiệm để tập thực hành làm chuyện này. Ok. Và cô thấy khó nhất trong các cái giai đoạn này, sinh viên thường lúng túng là từ cái user requirement nó đi qua ERD là cái sinh viên em lúng túng nhất. Còn từ ở những cái bước sau thì nó có cái kỹ thuật để nó làm. Thì bạn cứ bám theo thì nó sẽ không có sai. Thì đó là cái mục đích ở cái chương số 4 này. Cô và các em sẽ trải nghiệm qua các cái giai đoạn này. Không chỉ một bài tập mà nó có tới nhiều bài tập. Nhá. Chúng em học từ từ ở cái chương này. Vì chúng ta cần phải xài nó để làm các đồ án sau này. Nào, ai nghe cô vừa giới thiệu là cái quy trình chúng mình học thì để cho cô số 1 để xem coi có bao nhiêu đứa ở đây. Số 1 nhé, nếu chúng ta nghe xong. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Thì để bắt đầu tạo ra được cái ERD từ cái requirement, thì người ta có gợi ý cho chúng ta là chúng ta phải đi phân tích cái requirement. Vấn đề là phân tích như thế nào? Ở đây bước 1 phân tích nào. Nhưng phân tích như thế nào? Rồi, chúng ta sẽ xem một cái đề tài. Các em sẽ lấy giấy, lấy bút ghi đề bài. Cô và các em cùng nhau làm bài số 1. Chúng ta học phân tích. Lấy giấy, lấy bút đi các em. Rồi, cái bài số 1 của cô nó hết sức đơn giản. Chỉ có 3 dòng này với 2 dòng dưới là 5 dòng. Viết xong đề bài cho cô số 2. Nhớ chừa vở nhiều lên nhá. Bài này ta vẽ trên giấy là chủ yếu. Viết đề xong cho cô số 2. Số 2 được chưa? Cả nhà ơi. Cả nhà ơi.
Khi các em vẽ hình, các em hạn chế vẽ bằng Word, bởi vì vẽ Word chỉnh rất là lâu, cô không có đợi được, nên chịu khó vẽ vào vở. Nhá, cô nói lại, tất cả những hình vẽ cô đang dùng ở đây, các em nên vẽ chính xác vào tập của bọn em. Cô không có ngồi đợi cho em ngồi chỉnh chỉnh cái format của Word đâu nhá, nó mất thời giờ lắm. Rồi, ok, nào chúng ta tập như cùng nhau phân tích nhá. Thì khi bắt đầu phân tích để vẽ được ERD thì cái đầu tiên khi các em đọc đề, các em phải lọc ra cho cô đâu là dữ liệu mà chúng ta cần phải lưu trữ. Đâu là dữ liệu chúng ta cần phải lưu trữ. Được chưa? Và các cái data này của chúng ta nó thường xuất hiện dưới dạng danh từ. Nên em đọc, em tìm cho cô danh từ. Được chưa? Nào, cô và các em cùng nhau phân tích, cố gắng nha. Đọc để tìm ra danh từ mô tả dữ liệu chúng ta cần lưu trữ. Nào, chúng ta bắt đầu tập làm. Thiết kế ERD cho một cái bank. Như vậy, danh từ đầu tiên là cái bank. Cái danh từ này chúng ta không được lưu. Lý do là toàn bộ cái data ta tìm được ở trong cái bài này là để phục vụ một cái bank này. Nên thông tin về bank là người chủ sở hữu cái database này, chúng ta không lưu. Chỉ khi nào ta thiết kế database cho các bank xài, cho các ngân hàng xài, thì lúc đó mới cần phải phân biệt ngân hàng, ta mới cần phải lưu ngân hàng. Còn ở đây tất cả data ta tìm ra được là phục vụ cho một người chủ sở hữu là một cái bank này. Nên thông tin về bank không được phép lưu. Vì nếu lưu là sai đấy. Nghe kịp cho cô số 3. Nếu database của bạn làm ra thuộc về chủ sở hữu một người là ai, thì cái người sở hữu đó không được phép lưu trong database. Rồi, như vậy, danh từ đầu tiên, cô thấy là bank, chúng ta sẽ không lưu. Được chưa? Bởi vì nó là của nó, cái này là của nó. Thông tin trong ngân hàng gồm có customer và account. Như vậy ở đây hai cái danh từ cực kỳ quan trọng diễn đạt cái database em phải quản lý. Đó là customer and account. Nên em lấy vào vở, em lọc ra, em trình bày vào vở cái danh từ em phát hiện bằng cách nào đó em highlight lên giúp cô. Hay em làm trò gì cô không biết trong vở của em. Nổi bật hai danh từ này lên. Rồi, cô đọc đề tiếp. Thông tin về khách hàng bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và số an sinh xã hội. Đây cũng là bốn cái danh từ tiếp theo mô tả data chúng ta phải lưu. Nhưng cô phát hiện rằng cái danh từ này nó là danh từ phụ bổ sung cho danh từ chính là customer. Hay nói cách khác, bốn cái màu xanh cô highlight ở đây nó bổ sung đặc điểm thuộc tính cho customer. Nếu ai đồng ý cho tôi số 4, do đó tôi highlight theo kiểu khác để làm nổi bật. Cái này là phụ. Như vậy tương tự bạn sẽ thấy account của chúng ta thì có ba cái danh từ mô tả chi tiết là mã số của nó, kiểu của loại account này và balance. Như vậy cái saving and cái checking nó không phải là attribute. Đề bài ghi vào đây để cho em hiểu rằng là lúc em gõ cái type, lúc em nhập type, em nhập một trong hai chữ này. Như vậy saving và tracking là cái ví dụ mẫu, cái sample của data mình thôi. Hiểu chưa? Cho cái cột type này. Chứ còn attribute, đặc điểm thì chỉ có ba: number, type và balance. Như vậy so về độ khó của cái bài này với cái bài mà tôi đưa ra Capstone Project thì nó khác xa một trời một vực. Thường thôi, mình học thì mình bắt đầu từ bài dễ như vậy. Sau khi tìm ra được các cái danh từ thì coi như em đang làm cái bước phân tích đấy đấy. Được chưa? Tìm ra đâu là data mà chúng ta cần phải lưu trữ. Và hiện nay nó đang quá dễ. Rồi, sau khi em tìm ra xong thì mình bắt đầu chuyển sang bước vẽ hình. Bước vẽ hình ở đây chính là bước vẽ conceptual diagram. Nha. Conceptual diagram nghĩa là ERD của mình ở đây. Được chưa? Nó có hai cái thuật ngữ để gọi đây này, ERD này.
Được chưa? Lược đồ thực thể kết hợp. Nào, bây giờ có cái khái niệm entity. Như vậy entity ở đây là gì? Trong cái môn học này, cái khái niệm entity là object. Như vậy nhóm các object có cùng kiểu thì trong sách giáo khoa bạn gọi là entity set. Như vậy trong bài này chúng ta có đối tượng cần lưu trữ là customer hay entity là customer. Và có nhiều customer chúng ta cần lưu trữ nên ta gọi là entity set. Các em nghe thuật ngữ entity set, tập các đối tượng cùng loại. Còn entity là một đối tượng. Ok? Nào, vậy ở đây ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật. Vậy cái hình này để đại diện cho cái gì? Để đại diện cho entity. Được chưa? Entity set là gồm nhiều entity. Ở đây có thể bạn để chữ S cũng được, bạn bỏ chữ S đi cũng được. Cái hình chữ nhật này để đại diện cho entity. Ok? Được chưa? Và các cái đặc điểm của entity, đặc điểm của object, đặc điểm của customer sẽ được chúng ta thể hiện bằng các cái hình oval. Được chưa? Thể hiện bằng hình oval. Để cô sửa cái này lại đã. Rồi, như vậy các cái hình này em coi ở đâu hả cô? Thì cái này nó có tới hai tiêu chuẩn. Một là em dùng ERD cắt vẽ của các cái vị tiền bối này. Cô đang dùng mẫu của ông Chen. Hai là bạn có thể dùng Profus. Đây là hai cái mẫu siêu phổ biến trong ngành công nghệ của mình. Còn hai cái mẫu sau thì nó phức tạp quá, người ta không thích xài. Vậy khi em vẽ, em xài mẫu của ai? Thì em phải tuân thủ bộ ký hiệu của tác giả đó. Trong Capstone Project, đứa nào vẽ lộn qua lộn lại, trừ điểm rất nặng. Nên các em đã dùng ký hiệu của tác giả nào, hãy tuân thủ hình của ông ấy. Thì nếu em sử dụng các hình vẽ này, thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Ta sẽ vẽ một cái entity là một cái hình chữ nhật, giống như bác ấy nói. Được chưa? Rồi, ở đây bác đang chụp thiếu các cái attribute, chúng ta sẽ vẽ bằng hình quả bóng. Rồi, trong cái attribute này bạn sẽ thấy nó chia ra gồm nhiều hình vẽ khác nhau. Cô xin giới thiệu với em các loại attribute. Attribute thông thường một giá trị đơn trị thì ta vẽ một vòng tròn, ta ghi tên vào bên trong. Nhưng nếu nó là khóa thì bạn phải gạch chân. Như vậy cô đang có customer của cô. Trong đề không có mã khách hàng, nhưng cô tự thêm vào cái này. Để làm gì? Để làm khóa chính. Cô không chọn số an sinh xã hội để làm khóa. Bởi vì cái này không thuộc về bank. Cái này thuộc về bên quốc phòng, bên nội bộ. Nội chính có nghĩa là này không thuộc về cái cơ sở ngân hàng nó cấp. Nó lệ thuộc vào bên khác. Nên chúng ta không nên dùng một cái yếu tố, cái attribute mà không do chúng ta cấp để làm khóa. Do đó cô đẻ thêm một cái cột hay một cái attribute để làm khóa và cô gạch chân nó. Thuộc tính name, thuộc tính phone, thuộc tính address và thuộc tính số an sinh xã hội. Nếu bạn xem nó là thuộc tính đơn trị bình thường. Được chưa? Đơn trị bình thường thì bạn chỉ vẽ nó như thế này là ổn. Còn nếu bạn đọc đề mà nó diễn đạt cái thuộc tính là đa trị. Đa trị có nghĩa là bạn có khả năng lưu trữ nhiều value khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau của cái dữ liệu đấy. Bạn muốn lưu hết thì bạn gọi nó là thuộc tính đa trị. Và trong EAD chúng ta bắt buộc phải vẽ khác với thằng khác là dùng hai nét. Đó là cái để ý đầu tiên. Thuộc tính đa trị vẽ bằng hai nét. Thuộc tính thứ ba người ta gọi là thuộc tính dẫn xuất. Cô có ví dụ thuộc tính dẫn xuất bữa trước cho các em xem là sinh viên nó có ngày tháng năm sinh nhưng cô lại vẫn muốn lưu cái tuổi của nó nữa. Như vậy cái thuộc tính tuổi này người ta gọi là dẫn xuất bởi vì có thể suy ra được từ sự tính toán từ cái cột này là suy ra được cột này nên nó gọi là thuộc tính dẫn xuất. Vậy khi mình thiết kế cái cột nào mình nói rằng mình sẽ suy từ cột khác cái nào thì mình phải vẽ bằng nét đích. Mọi người ok, vẽ bằng nét đích.
Vẽ bằng nét đất nha, đừng có vẽ nhầm. Thì lúc mình thiết kế, mình cài đặt vào database, mình sẽ viết function, viết code để xử lý cái này. Ok, và mình sẽ không cho người ta nhập. Rồi, có một thuộc tính thứ tư để ý cho cô, đó là thuộc tính composition. Cô giải thích cho em nghe cái khái niệm composition. Thông thường khi chúng ta nhập dữ liệu vào cái ô địa chỉ, mà cái ô địa chỉ của chúng ta nhập cả bao gồm số nhà, ví dụ vậy, số nhà, được chưa? Tên đường, ví dụ đường ở đây là đường số 1. Rồi, phường, ví dụ phường hay quận huyện gì đó, ví dụ quận nhất, ví dụ vậy, Hồ Chí Minh. Thông thường cái địa chỉ chúng ta khi chúng ta thiết kế, nó thường là một cái chuỗi, là một cái text. Nếu khách hàng của em hay có nhu cầu tìm kiếm dựa trên những cái chuỗi con trong cái chuỗi địa chỉ này, khách hàng của em hay vào web gõ tìm khách hàng, nhân viên ngân hàng ấy, hay tìm Hồ Sơ Mờ, hay tìm quận nhất. Có nghĩa là cái keyword cần tìm của mình nó là chuỗi con. Và cái công việc này làm rất thường xuyên. Thì lúc mình thiết kế database, mình nên tăng cái độ performance cho nó bằng cách là mình sẽ tách cái địa chỉ này ra thành nhiều thuộc tính con hơn nữa. Vì sao ta phải tách? Để ta phục vụ cái việc tìm kiếm nhập. Ta chia nhỏ cái thuộc tính địa chỉ ra thành 2-3 cái địa chỉ con. Ví dụ đây là số, number. Number là cái số nhà. Ví dụ vậy, ta tách ra thành đường. Ví dụ vậy, ta tách ra thành quận. Hay thành phố hay cái gì đó, ví dụ vậy. Thì khi bạn tách ra như vậy, thì lúc mình lưu trữ dữ liệu, mình sẽ không lưu cái địa chỉ, mà mình sẽ lưu các cái thuộc tính con của nó. Cái việc lưu cái nào mai mốt tôi sẽ dạy. Nhưng ở đây khi vẽ EAD, thì bạn thấy tôi đang lấy ví dụ. Địa chỉ của chúng ta thông thường nó là thuộc tính đơn trị. Ta nhập vào một cái chuỗi bình thường như thế này. Nhưng nếu khách hàng của em hay có nhu cầu tìm kiếm trên chuỗi con của chuỗi này, dựa trên số nhà, dựa trên đường, dựa trên quận huyện, có ví dụ ạ, thì lúc thiết kế chúng ta nên vận dụng cái address này là thuộc tính composition. Chúng ta nên vẽ như thế này. Thật ra khách hàng của em chả biết đâu, khách hàng của em chả biết em làm gì. Nhưng mình là người thiết kế thì mình nên hướng tới cái lợi ích là tăng tốc độ xử lý. Thì chúng ta nên tắt nó ra nếu có nhu cầu tìm thường xuyên. Thì lúc này address người ta xếp vào nhóm composite attribute. Như vậy cô vừa giới thiệu cho bạn có 4 cái hình vẽ để nói lên các thuộc tính đặc biệt xuất hiện trong cái ERD của mình. Nếu các em nghe rồi, giải thích xong, không có thắc mắc, cho số nào. Rồi, được chưa? Nào, bây giờ chúng ta quay về với cái bài của chúng mình. Ta quay về cái bài của chúng mình. Thì ở trong bài của chúng mình đang làm là bài số 1 ở đây. Được chưa? Bài số 1. Cô thấy câu A, cô làm câu A trước nhá. Đây là cái đề nó bắt mình làm 2 câu nhưng làm từng câu 1. Cô đang làm câu A. Thì sau khi cô đọc cái đề, cô thấy các thuộc tính này người ta không nói gì thêm. Nên tất cả những thuộc tính này là đơn trị. Vẽ bình thường, riêng cái mã thì tôi cho cái gạch chân. Tương tự như vậy bên account, tôi có number gạch chân là khóa chính. Sau khi em xác định được entity và các thuộc tính của nó xong, thì bước tiếp theo là em bắt buộc phải đi tìm mối quan hệ. Mối quan hệ là gì? Mối quan hệ tiếng Anh mình gọi là relationship. Còn cái này người ta gọi là relation. Entity set người ta gọi là relation. Như vậy đi tìm relationship nghĩa là chúng ta phải đọc cái đề. Ta tìm ra cái câu văn diễn đạt mối tương quan giữa các object với nhau. Và ta thể hiện cái câu văn đó lên cái hình. Cô bắt đầu. Cô đọc câu đề này ở tại câu A. Cô phát hiện có một câu văn người ta ghi. Khách hàng chỉ có một account. À, cái này là cái yêu cầu của cái ngân hàng này. Các em không được đưa ý chủ quan của em vào. Em phải làm theo khách hàng. Khách hàng chỉ có một account.
Như vậy câu văn này nó diễn đạt mối dính líu giữa object customer và một object là account. Như vậy để diễn đạt câu văn này trên ERD, chúng ta vẽ bằng hình thoi. Sau đó ta sử dụng một động từ mô tả cái mối dính líu này. Mỗi khách hàng chỉ có một account, nên cái động từ tôi chọn ở đây là sự sở hữu. Em không thích thì em dùng chữ has. Nhưng bạn bắt buộc phải dùng động từ chính xác để đại diện cho cái câu văn bạn phát hiện. Vì giữa các đối tượng ngoài có quan hệ sở hữu, biết đâu nó còn có quan hệ gì khác nữa thì sao? Có nhiều lắm, hai thằng có thể có nhiều quan hệ, vừa là tình bạn vừa là tình yêu. Ví dụ như anh Huy và bé gì ăn á, ngoài quan hệ là tình bạn, biết đâu còn trên tình bạn dưới tình yêu, giữa hai cái object đôi khi nó có nhiều cái móc nối loại khác nhau. Nên khi mình đặt tên cho quan hệ, mình đặt chính xác. Còn đứa nào mà ghi không ghi, cô đều xem là quan hệ tình dục và cô trừ điểm bọn em. Nếu tụi bay không ghi, cô có quyền hiểu quan hệ khác. Còn nếu bọn em ghi tường minh cái động từ diễn đạt mối liên kết giữa hai bên để chính xác cái từ đó, thì người khác đọc vào người ta sẽ hiểu. Ở đây, như vậy sau khi cô chọn chính xác cái động từ là sở hữu để diễn đạt mối tương quan giữa một bên object là customer và một bên là account, cô để cái số 1 này để nói rõ cái quan hệ này có bao nhiêu object tham gia vào. Chỉ có một thôi, vì đề nói vậy. Một khách hàng thì chỉ có một account. Account phải thuộc sở hữu của một khách hàng. Ok? Rồi, như vậy bạn quan sát. Khi ta vẽ relationship, ngoài cái chuyện dùng cái hình thoi nối hai bên, cái số lượng này thiếu thì là sai. Bắt buộc phải ghi số lượng vào. Số lượng object tham gia vào cái quan hệ này. Vậy cái số lượng này em căn ở đâu hả cô? Mày phải đọc đề. Đọc đề, chứ không có chế ra lung tung. Tại vì bình thường ở ngoài đời một khách hàng có thể có nhiều account mà. Nhưng đề nó nói có một, thì mình phải làm một. Và bạn thấy ở đây, cái mô hình ERD của bác Chen này là chúng ta chỉ có diễn đạt cái số lượng tối đa. Một. Một ở đây là số lượng tối đa. Nhưng ở trong UML là cái mô hình mô tả thứ hai. Cái UML trong chương số 4 này, sách có, ai rảnh thì có thể đọc. Không có học, tự đọc. Thì trong UML nó diễn đạt hơi khác một tí. Khi nó diễn đạt relationship, nó diễn đạt cả tối thiểu lẫn tối đa. Trong UML nha, tôi nói trong UML, một quan hệ nó sẽ giới thiệu cả cái min và cái max, ràng buộc tối thiểu và ràng buộc tối đa. Vậy khi cô viết theo kiểu UML cái quan hệ như này thì được hiểu là một khách hàng không có sở hữu cái account nào cả, hoặc chỉ một cái. Ví dụ ngược lại bên này, ví dụ ở bên này, khi cô ghi 1 2.1 thì bạn hiểu là một account bắt buộc phải được sở hữu tối thiểu là một khách hàng, tối đa cũng là một khách hàng. Một account nó tồn tại, nó phải có khách hàng, bắt buộc phải có khách hàng. Nên min và max đều là một. Cái này là của thằng bên trái. Cái 01 này là của thằng bên trái, cái 11 này là của thằng bên phải. Ở hướng bên kia nha. Chứ không phải 01 là của account nha. 01 này là suy từ đây qua đây. Còn nơi này, cái 11 này là suy từ đây qua đây. UML nó thế, nhưng ở trong ERD người ta cho phép chúng ta sử dụng mẫu chỉ ghi tối đa, không cần ghi tối thiểu. Còn UML nó kỹ hơn, nó cho ghi cả tối thiểu lẫn tối đa. Như vậy, ở trong cái bài này, nó có một cái relationship như vậy. Và quan hệ này, người ta gọi nó là quan hệ 1-1. Trong lý thuyết của chúng ta, ngoài quan hệ 1-1, nó còn có quan hệ 1-nhiều, nhiều-một, nhiều-nhiều. Và tên gọi của từng loại quan hệ. Nào, chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Cô sẽ làm rõ cho em thế nào là các loại quan hệ. Quan hệ này là quan hệ A với B. Người ta gọi là quan hệ một ngôi.
hay còn gọi là quan hệ phản thân. Nếu em dịch tiếng Việt thì nó là vậy, quan hệ một ngôi. Bởi vì quan hệ này nó cho phép diễn đạt mối tương quan dính líu giữa hai object cùng loại. Cùng loại. Như vậy nhìn vào đây bạn thấy person sẽ kết hôn với một person khác. Quan hệ này là quan hệ một ngôi. Bởi vì diễn đạt hai cái object tham gia vào cùng loại. Nên bạn vẽ một cái vòng tròn như thế này. Và cái quan hệ ở đây tôi đang ngắm tới là kết hôn. Và ở đây kết hôn là một một. Một người đi kết hôn một người. Ví dụ ăn S2 và ăn S1 là vợ chồng của nhau. Rồi hết. Đến đấy là dừng. Sau này mày có ly dị thì xóa đi. Sửa cái này thành luôn. Rồi, quan hệ trên cũng là quan hệ một ngôi. Diễn đạt hai object cùng loại có quan hệ với nhau. Và cô đang nhắm tới cái loại quan hệ này là quản lý. Như vậy ở trong cái đề bài cô có ghi một nhân viên thì có thể quản lý nhiều nhân viên khác. Như vậy cái số lượng để tham gia vào cái magnet này là một nhân viên có thể làm manager cho nhiều nhân viên khác. Như vậy quan hệ này có số lượng là một nhiều. Và người ta gọi là đệ quy. Tại sao là đệ quy? Vì nó diễn đạt cái độ sâu. Nhìn nào. S1 là quản lý của S2. S2 lại là quản lý của S3. Và có khả năng, đây S2 là quản lý của S4. S4 là quản lý của S5. Như vậy bạn thấy nó có cái vòng tròn lặp đi lặp lại, tạo ra độ sâu của mối quan hệ. Do đó cái này người ta xếp vào là đệ quy, bởi vì nó cố gắng diễn đạt cái tính sâu, mối móc nối sâu từng tầng từng tầng. Còn cái manage này, cái marriage này thì nó không có sâu. Hai thằng kết hôn thôi chứ. Chẳng lẽ S1 kết hôn S2, S2 kết hôn S3. No. Nếu ai hiểu đây đều là quan hệ một ngôi, phản thân. Quan hệ hai object cùng loại. Nhưng một cái diễn đạt độ sâu, một cái thì một quan hệ nối ngang qua rồi thôi. Cho tôi số 6. Đó, sắc phân biệt thì cũng cố gắng đưa ví dụ để phân biệt. Chứ còn sau này mày quên bá cái tên của nó thì cũng chả sao. Nhưng cái khái niệm unary thì phải nhớ. Unary relationship. Nhớ nha, cái chữ này là phải nhớ. Ám chỉ là một mối quan hệ trên hai object cùng loại. Nhớ nhắc cùng loại thì ta vẽ như vậy. Ta có quan hệ nhị phân. Quan hệ nhị phân hay còn gọi là quan hệ hai ngôi. Nghĩa là cái quan hệ đó nó diễn đạt hai cái object khác loại nhau. Giống như bài mẫu của mình cũng vậy. Bài mẫu mình có hai object khác loại. Ở đây cũng vậy. Khác loại. Nhị phân có nghĩa ở đây là hai object khác loại. Còn cái số lượng object tham gia vào thì người ta gọi là bảng số hay còn gọi là bậc. Thì ở đây bạn nhìn thấy ở trong bài này cô đang ví dụ là quan hệ nhiều nhiều. Một employee thì làm trên nhiều dự án. Đó, cách xác định đó là đứng bên trái ta tìm qua bên phải. Đứng bên phải ta tìm qua bên trái. Đó là cách tìm số lượng ấy. Cô làm lại này. Một employee thì work at, làm ở nhiều dự án. Quất chị em ở đâu? Đứng bên này, một nhân viên làm nhiều dự án. Đó, quất M này là từ bên này lấy qua. Rồi, đứng bên dự án. Một dự án được làm bởi nhiều nhân viên. Quất chữ M vô. Hiểu cách tính cho số 7. Đứng bên trái, ta tìm cái số ở bên phải, ta ghi vô. Đứng ở một cái bên phải, ta tìm qua bên trái, ta ghi vô. Là nhiều nhiều. Và cả nhà phải để ý, khi có quan hệ nhiều nhiều thì trong ERD bạn thấy nó hay có phát sinh thêm một thuộc tính. Cái thuộc tính này bạn để ý giúp cô là nó sẽ không phải là đặc điểm riêng của người nhân viên. Cái thuộc tính này cũng không phải là đặc điểm riêng của dự án. Mà cái thuộc tính này người ta đang vẽ nó vào cái quan hệ. Nghĩa là cái thuộc tính này chỉ tồn tại, chỉ có giá trị, chỉ có nghĩa khi nhân viên làm dự án bao nhiêu giờ. Còn đứng một mình khi một nhân viên mà không làm dự án nào cả, hay ngược lại dự án không chưa được ai làm cả,
thì cái working at này, cái working out này không tồn tại. Nên cái thuộc tính này người ta gọi là thuộc tính của quan hệ. Và những cái quan hệ nào mà nhiều nhiều 90% xuất hiện cái này. Mọi người ok? Thuộc tính của quan hệ. Trong khi mấy cái hình tròn mình vẽ, thuộc tính nó là của entity. Nhưng hôm nay mình có thuộc tính của quan hệ. Nào, chúng ta có cái quan hệ bậc 3, bậc 4, tay 3, tay 4, ví dụ trong trường hợp này. Cái quan hệ này nó diễn đạt 3 loại object khác nhau tham gia vào cùng một thời điểm. Sinh viên, giáo viên và phòng học. Thì đây là cái quan hệ dạy học nha. Thì đây là một cái hình ảnh ví dụ. Thì ba quan hệ này, bốn cái quan hệ này tôi vừa giới thiệu với em, thường nó diễn đạt về mặt nghiệp vụ. Nghiệp vụ ở đây là công việc trong cái tổ chức đấy, gọi là nghiệp vụ. Có một cái quan hệ xíu đặc biệt trong ERD cũng có, đó là quan hệ thừa kế, giống trong lập trình hướng đối tượng, nhưng vẽ hơi khác một tí. Quan hệ này là quan hệ thừa kế. Có quan hệ thừa kế ư? Ừ, có quan hệ thừa kế. Tí nữa chúng ta sẽ nói ha, có một bài tập cho em phân tích. Như vậy quay trở lại với cái bài 1 này của mình. Ta có một quan hệ, và quan hệ này là quan hệ hai ngôi binary, hai object khác nhau. Và bản số của nó là 11 vì câu A nó quy định như vậy. Đây là đáp án ERD chúng ta vừa làm từ việc phân tích. Nào, các em vẽ hình vô. Ai vẽ xong cho số 8. Đây là đáp án của câu A. Vẽ xong cho số 8. Rồi, bây giờ qua câu B. Câu B nó yêu cầu chúng ta là hãy thay đổi cái ERD. Được chưa? Để lưu khách hàng có tập địa chỉ. Nghĩa là một khách hàng nó có nhiều địa chỉ và nhiều số phone cần phải được lưu cùng một thời điểm. Nhiều địa chỉ, nhiều số phone. Nào, vậy cái địa chỉ này gọi là thuộc tính gì cả nhà ơi? Địa chỉ và phone được gọi là thuộc tính gì khi mình muốn lưu nhiều cùng lúc? Tên gọi của nó là thuộc tính gì? Nào, cố gắng ghi tên nha. Đa chỉ, đúng rồi, multi value, chính xác. Bạn phải gọi được cái tên của nó để thi. Như vậy đa chỉ chúng ta vẽ bằng cái hình nào? Hình nào? Đa chỉ vẽ bằng hình nào? Hình hai nét. Yeah. Đây, hình hai nét. Như vậy để làm câu B thì chúng ta vẽ lại và ta sửa cái địa chỉ này thành hai nét. Sửa nó thành hai nét để làm gì? Để phục vụ câu B. Vì một nét và hai nét mai mốt nó khác nhau một trời một vực. Rồi được chưa? Như vậy đây là đáp án của câu B. Các em ghi vào vở nốt lại. Không muốn vẽ lại thì phải nốt lại. Như vậy đề nó chỉ cần đổi requirement là cái ERD của chúng ta sẽ được đổi. Vậy đây là kết thúc cho cái bài luyện tập ERD số 1. Nào, các em xong chưa? Ghi nốt xong chưa? Đã xong rồi cho tôi số 9 để ta chuyển sang luyện bài 2. Đó, làm vậy thôi. Nào, cả nhà lấy vở ra, ta ghi bài tiếp theo. Bài 3, không phải bài 2, bài 3. Các em ghi đề cho cô từ đây đến đây. Ghi đề xong cho số 1. Và cô đọc là mỗi nhân viên được quản lý bởi một người manager. Như vậy, ở đây sau khi đọc cái dòng đầu tiên, cô thấy có 3 cái danh từ diễn đạt 3 nhóm object, 3 nhóm đối tượng mà trong database này cần phải làm. Đó là nhân viên, đó là dự án và đó là manager. Các em lấy bút, các em highlight lên giúp cô. Rồi, xong chưa? Rồi, xong ha. Nào, tiếp tục. Một người nhân viên thì gồm có mã, tên, giới tính,
và lương căn bản. Bonus salary. À, nó có cái mục gọi là bonus salary. Như vậy bonus salary của chúng ta để màu gì nó nổi ta? Rồi, để màu trắng. Bonus salary của chúng ta sẽ có nếu nhân viên là manager thì anh ta cô ta sẽ được trả thêm một phần lương. Như vậy đọc ở câu số 2 chúng ta phát hiện một cái ngữ cảnh là nếu nhân viên bình thường thì nó có bốn cái đặc điểm này. Còn nếu nó là manager nó có một đặc điểm này, đúng hay sai? Trả lời lại. Cô đọc câu 2, nhân viên có bốn cái đặc điểm màu xanh. Còn manager thì chỉ có một màu đỏ, đúng hay sai? Sai. Mình đọc là mình phải hình dung nha, mình học tập làm văn rồi đúng không? Mình đọc tập làm văn mình phải hiểu ngữ cảnh. Như vậy đọc câu này cô có quyền hiểu manager nó có tổng cộng 5 thuộc tính. Bốn cái màu xanh giống thằng staff, còn nó thêm một cái nữa thằng đỏ là cái thứ năm. Đúng hay sai? Thằng manager có tổng cộng 5 thuộc tính. Bốn cái màu xanh giống thằng staff và thêm một cái màu đỏ nữa cơ, là 5 cái cơ. Quá đúng, quá đúng. Như vậy ở câu số 2 nó cho ta cái gì? Nó cho ta thấy rằng manager và staff nó có chung đặc điểm của nhau. À, chung đặc điểm của nhau. Vậy ERD nó vẽ hình như thế này. Ha ha ha. Một cái hình mũi tên tam giác. Các em không cần ghi cái gì cả bởi vì nó hiểu mặc định đây là hình vẽ để insert. Như vậy thằng staff ta có staff ID là khóa chính. Bốn ba cái còn lại của nó đây. Và thằng manager vì nó thừa kế is nên bốn cái của thằng staff có, chúng ta không vẽ lại vì vẽ là sai. Thằng manager không vẽ lại bốn cái này nữa vì cái mũi tên này thay thế cho chuyện đó rồi. Vậy ta chỉ vẽ thêm bonus mà thôi. Như vậy trong ERD nếu bạn đọc câu văn mà bạn thấy có các cái object nó share chung, nó xài chung các cái thuộc tính giống nhau về mặt ngữ nghĩa, hai cái object này là cùng loại, được chưa? Cái này chỉ là mở rộng thêm thôi thì ta hãy vẽ bằng is. Ok nào, cái object thứ ba của cô đó là dự án task của cô đây. Cái màu xanh xanh ở dưới này nó cho cô thấy đây là các đặc điểm riêng của cái dự án nên cô vẽ vào, và task ID là khóa chính. Sau khi bạn vẽ ba cái entity này xong thì ta đi tìm relationship trong các câu văn. Cô bắt đầu đọc câu số 1. Mỗi nhân viên được quản lý bởi manager. Câu văn này diễn đạt mối tương quan giữa một bên là nhân viên và một bên là manager. Và cái hành vi tương quan ở đây là quản lý. Như vậy cô sẽ vẽ một hình diamond ghi động từ là manage. Cô nối vào với staff và cô nối vào với manager. Cô sẽ ghi một nhân viên, mỗi nhân viên được quản lý bởi một ông manager. Như vậy ta có quyền suy ra một manager quản lý nhiều nhân viên. Nên cô ghi quan hệ này số lượng là một nhiều. Như vậy bạn quan sát giữa staff và manager, hiện nay nó có tới hai mối quan hệ, hai cái relationship. Một cái relationship để diễn đạt tính thừa kế sử dụng chung thuộc tính. Một cái quan hệ relationship thứ hai diễn đạt về mặt nghiệp vụ. Như vậy bạn thấy nó có thể có nhiều đường nối cho nhiều mục đích khác nhau. Được chưa? Nào, cô đi tìm tiếp. Mỗi dự án được thực hiện bởi một hoặc nhiều nhân viên. Và mỗi nhân viên có thể thực hiện nhiều dự án. Như vậy qua cái câu này, cô thấy giữa nhân viên và task và staff, chúng ta có một cái quan hệ về mặt nghiệp vụ ở đây. Và cô ghi ở đây là perform, động từ, nối qua. Và ở đây tôi đọc tôi thấy đây là quan hệ một nhiều bên này. Một nhân viên thì làm nhiều dự án, quất cho em mở vô.
Một dự án được thực hiện bởi nhiều nhân viên, quất chữ M vô. Như vậy đây là quan hệ nhiều nhiều. Nào, đọc tiếp. Cái database này của mình cần phải lưu cả cái giờ làm việc của nhân viên trên dự án. Giờ làm việc của nhân viên trên dự án. Như vậy cái giờ làm này nó chỉ tồn tại khi có perform xảy ra. Chứ nó không thuộc về start và nó cũng chả thuộc về start. Nó là cái thuộc tính của quan hệ nhiều nhiều ghi nhận giờ làm của nhân viên trên dự án. Nó tồn tại cho quan hệ này. Đây là thuộc tính của quan hệ. Như vậy qua bài số 3 này tôi hướng dẫn em làm chứ các em chưa hề làm nhá. Cả bài 1 lẫn bài 3 toàn là cô làm, đúng không? Đúng cho chấm rồi. Bọn em toàn theo lời dẫn dắt của cô thôi. Chứ bọn em đã suy nghĩ gì đâu. Đọc còn chưa đọc cơ mà. Chưa có suy nghĩ gì cả. Chỉ là đi theo hướng dẫn của cô để ra được cái kết quả. Như vậy là chưa ok. Mới là biết hướng làm như vậy. Nhưng các em có hiểu không? Hiểu thì tung bông. Tìm danh từ mô tả các đối tượng. Được chưa? Các entity có trong bài của mình. Rồi tìm các thuộc tính của nó. Rồi tìm các cái relationship. Xác định bản số vào. Thế là xong. Tung bông đi cả nhà ơi. Có hai đứa nghe và tung bông cho tôi. Những đứa khác tung bông để bắt đầu làm bài tập này. Thế em phải làm cho cô hai bài nữa. Được chưa? Rồi sau đó cô sẽ chuyển sang cái mô hình thứ hai là cái mô hình logical. Phải làm hai bài nữa cô mới chuyển qua đây. Vậy tổng cộng 4 bài. Cô có hai bài rồi ha. Chúng ta có thêm hai bài nữa. Chúng ta ghi đề. Cô có bài số 2. Cô có bài số 2. Có 3 câu A, B and C. Các em ghi đề vô. Đề đến với chúng ta ở mức siêu nhỏ gọn. Ok. Ghi xong rồi cho cô số 1 để cô chuyển sang bài khác. Rồi, ok. Chúng ta chuyển sang bài thứ tư. Những em nào chưa viết kịp, các em chụp màn hình của tôi lại rồi viết vào vở. Để tôi chuyển tôi xuống kéo bài 4 nha. Những đứa chưa viết kịp, lấy điện thoại chụp màn hình. Rồi sau đó viết vào vở. Rồi chúng ta sẽ đi qua bài 4.
Đây là bài 4 của cô. Từ đây đến đây là bài 4. Rồi, ok. Tất cả các em đã làm xong, ghi đề xong, thì cô yêu cầu các bạn ngồi vẽ cho cô ERD. Nha, vẽ ERD. Cô để deadline là 1 tiếng kịp hôm qua, 9 giờ. Em có cần phải nghỉ ngơi một chút để ăn sáng không? Để cô tính thêm cái giờ đó cô, cần không? Huy thì không. Bạn khác có cần không? Thằng Huy nó không học lớp mình đâu em, nó ở lớp khác đó. Rồi ok. Ủa một đứa thì có hả? Thôi như này đi. Hôm nay mình học tới 2 slot lận. Nên cô tính luôn đến 10 giờ 9 giờ. Ăn sáng tụi bay ăn chắc 10 phút à? Đến khoảng 10 giờ thì không kịp sửa. Đến 9 giờ rưỡi nhá. Đến 9 giờ 30 được không? Cô sẽ sửa bài. Cả lớp ơi, 9 giờ 30. Ok, được rồi. Nhớ làm để share cho cô xem. Nha. Nhớ làm và share cho cô xem để cô sửa. Nên các em có thể vẽ bằng cái cách nào đó cô không cần biết. Nhưng khi cô bảo cho cô xem cái đáp án bài của bọn em share màn hình cho cô mới sửa được. Chứ bây giờ cô lại vẽ thì bọn em lại phải vẽ theo cô không thích. Nha, các em cố gắng làm và share cho cô xem. Khi cô yêu cầu các em xem. Ok, nào, 9:30 cô quay lại với các em để sửa bài. Những người mọi người tất cả đều phải làm. Cả lớp theo dõi nhé, cô sửa bài của bạn Quân. Nếu bạn thấy cái cách và cô và Quân phản biện mà em đồng ý thì xem như đó là đáp án. Còn nếu cái mình làm nó khác với bạn Quân mà mình vẫn cảm thấy đúng thì các em có thể giơ tay, cô sẽ sửa bài thứ hai của bạn đó. Còn nếu bạn đồng thuận thì coi như đây là đáp án nhá. Còn ai mà muốn sửa trên cái bài của mình nó khác như vậy mà mình vẫn thấy đúng thì nói cô. Nào, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, cái bài này đầu tiên các em sẽ có một số các cái entity, các cái đối tượng mà chúng ta cần phải lưu. Trong bài này cô thấy bạn ấy dùng team, bạn ấy dùng chữ player và bạn ấy dùng chữ fan. Ok. Nào. Đầu tiên cô đi vào team. Team thì có cái tên của cái team và bạn ấy chọn tên là khóa chính. Ok luôn. Team thì nó có cái màu sắc đồng phục. Ok luôn. Được chưa? Và các cái thuộc tính này là thuộc tính đơn trị. Rồi, ok. Bạn ấy có khái niệm player. Player thì nó có tên cầu thủ. Bạn ấy sử dụng tên để làm khóa chính. Thì cô e dùng tên như thế này nó hơi nguy hiểm. Bởi vì Quân ơi, có thể cầu thủ nó trùng tên. Đội thì có thể không trùng, chứ còn tên cầu thủ có khả năng trùng. Do đó, để cho phù hợp với thực tế một chút, thì theo cô Quân nên bổ sung thêm một cột khóa, cột player ID, chứ đừng nên chọn tên bởi vì cái tên cầu thủ có khả năng trùng. Rồi, Quân mở mic lên nói chuyện nào. Ôi đừng có à, mở cái đấy hả? Ok nhá, theo cô thì nên như vậy. Rồi, cầu thủ thì có tuổi, đúng rồi, cái đề nó nói là có tuổi. Ok. Rồi, ở đây nó có một cái khái niệm là người người gì nhỉ? Người 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 đội trưởng, đúng rồi, người đội trưởng. Thì với bạn Quân quan điểm có một cái thuật ngữ nữa, object nữa tên là đội trưởng. Thì bạn ấy tạo ra một cái entity đội trưởng. Nếu cái đội trưởng này thực tế
Theo như cô, nếu Quân tạo một cái entity, một object mới thừa kế từ player và để chữ Captain, thì bản chất cái thuộc tính nó vẫn là name và age. Như Quân đang nói ở đây, có nghĩa là bản thân người đội trưởng nó không bổ sung thêm cái thuộc tính gì cả. Nhưng bạn vẫn tách ra như thế này để lưu. Thì xét về góc độ mà liên quan đến vấn đề là dữ liệu á thì ok. Nhưng xét về performance lưu trữ cho cái việc xử lý báo cáo sau này thì cô không ok. Bởi vì bản chất cái đội của chúng ta, mỗi người nó chỉ có một người đội trưởng. Đúng không em? Có mỗi người nó có một đội trưởng. Dạ. Mà cái đội trưởng này bạn vẽ như thế này về mặt lưu trữ dữ liệu là tốn bộ nhớ, vì nó có tới hai thực thể khác nhau, hai cái bảng khác nhau. Và cái người đội trưởng thì nó thực sự nó rất là bé, tại vì số lượng nó rất là ít. Hiểu không em? Dạ Trên hiểu. cái số lượng nhưng ở đây cô không bảo em sai. Em hiểu không? Cô không bảo em sai. Em tách ra như vậy là vẫn ok. Nhưng xét về góc độ lưu trữ thì với cô nó không ok. Bởi vì nó tốn kém và bản thân đội trưởng nó quá ít. Do đó mình sẽ có cách khác tốt hơn. Nên cái này là phân tích ha, cái nhánh này coi như xong. Và ở đây đội trưởng cũng không có thêm được cái thuộc tính gì khác cả. Đồng ý không? Em không thấy em thêm được cái thuộc tính gì cả. Nên nên em có thể xem có cách nào thiết kế tốt hơn, gom hai cái vào là một mà vẫn hiểu là đội trưởng. Thì có một cái cách, đó là bạn có thể thêm một thuộc tính gọi là status. Hiểu không cô Quân? Có nghĩa là bạn chỉ cần một cái bảng tên là player thôi, một thực thể tên là player. Và bạn có thể thêm một cái cục tròn tròn gọi là status. Như vậy nếu ăn thằng đó, thằng player đó là đội trưởng thì status nó bật lên là true. Có ví dụ vậy, còn những thằng khác là null. Em có hiểu không Quân? Dạ hiểu. Ok, thì nó thêm thuộc tính thì nó nhẹ nhàng hơn là tắt một cái bảng như thế này. Ok, đó là cái góp ý của cô ở cái nhánh Capstone ở đây. Rồi cái thứ hai cô đang thấy lạ ở chỗ này là khi làm đội trưởng là phải biết là đội trưởng của đội nào. Cô không nhìn thấy cái người đội trưởng của em sẽ biết là đội trưởng của đội nào. Cô đang thấy thiếu. Có nghĩa là thông tin giữa cái captain của em với cái team của em không có. Khi bạn không có cái quan hệ giữa captain và team thì bạn không biết được rằng là captain này nó là đội trưởng của ai. Bạn chỉ nói nó là đội trưởng, nhưng đội trưởng của ai, của đội nào thì chưa biết. Bởi vì bạn không diễn đạt cái móc nối giữa team và captain. Cái sở hữu ở đây chữ one của em ấy, nó chỉ diễn đạt được một cái ý. Thà thằng player này nó chơi cho đội nào, đội này có bao nhiêu người chơi. Hiểu ý cô nói không? Yeah. Hiểu, chứ còn nó đâu có diễn đạt nó là captain của thằng nào đó. Hiểu chưa? Yeah. Hiểu ha? Như vậy cô thấy cái quan hệ đầu tiên bạn móc từ team qua player là ok. Là chơi á. Cô là cô thì cô thích động từ play hơn. Có nghĩa là người cầu thủ họ chơi cho đội nào, chơi cho nhiều đội nếu như đề bài nó nói nhiều. Còn nếu đề bài nó nói chơi cho một đội thì em phải là một nhiều, ok? Yeah. Rồi, ở đây bạn dùng chữ play và cái động từ này là play hay là sở hữu thuộc team chứ nó không phải là captain. Nên cái chỗ ở đây bạn vẫn thiếu giữa captain và team. Nào bây giờ cô nói đến fan. Bạn làm một cái động từ ở đây là like, giống như thằng fan này nó chơi, nó thích. Khi bạn để quan hệ like tay ba như thế này, cô hiểu ý em là em đang cái quan hệ thích này chỉ xảy ra thằng fan thích cầu thủ cho trên đội nào. Em ơi, chứ cái đề nó có nói vậy không? Hay đề nó nói chỉ là thằng fan thích thằng Ronaldo? Hai cái khái niệm nha. Thằng fan nó thích Ronaldo khác với việc fan thích Ronaldo chơi cho đội MU. Dạ. Em hiểu không? Khi tôi nói tôi thích Ronaldo, nó chơi cho đội nào tôi không cần biết. Tôi thích thằng Ronaldo. Như vậy tôi là fan của Ronaldo. Còn nó chơi cho đội nào kệ nó. Thì cái đó là cái khái niệm line giữa fan và player thôi. Khác nè, tôi lại có cái ý khác nè. Cô rất yêu thích đội Chelsea. Còn trong đấy cầu thủ nào kệ bố nó không biết. Tôi thích đội Chelsea. Còn bao nhiêu cầu thủ trong đấy là thằng nào cụ thể ra sao tôi chưa quan tâm. Tôi chỉ nói tôi thích đội Chelsea. Như vậy cái khái niệm thích đó giữa fan và team thôi. Còn khi em để tay ba như thế này, nghĩa là cái quan hệ thích này nó thích trên đội cụ thể với thông tin cầu thủ cụ thể. Bạn hiểu không? Dạ hiểu.
Hiểu. Như vậy đề nó có nói đến cỡ đó không? Không. Hay là mình chế ra, hay mình lấy theo cái quan điểm cá nhân của mình đưa vô. Thì cái này phải đọc đề nào, chúng ta đọc đề nhá. Cô đọc đề, cô thấy rằng người ta nói fan. Fan nó có tên của người đó, những đội bóng yêu thích, rồi những cầu thủ họ yêu thích. Thì đề nó chỉ nói sơ sơ như vậy. Thực sự một cái requirement mà như vậy là quá sơ, khó mà làm. Thì ở đây cô chốt lại, khi người ta viết không như vậy thì người ta nói là fan nó sẽ thích một số đội bóng, fan nó thích một số cầu thủ, chứ không nói là fan nó thích đội bóng phải có cái cầu thủ cụ thể nào. Nên cô cái line này em đừng móc tay ba, mà em có thể chia nó ra là fan thích team nào thì cứ việc thích, hoặc là fan thích player nào thì cứ việc thích. Có nghĩa là cái quan hệ line của em nó sẽ móc là quan hệ bậc hai giữa fan và team thôi, hoặc giữa fan và layer. Chứ đừng để tay ba, vì em để tay ba nghĩa là em đang sửa đề rồi. Em hiểu không? Rồi, ok. Như vậy trong bài này cô góp ý lại. Thứ nhất là theo cô thì bạn có nên gom caption vào với layer. Vì tắt ra như vậy nó không đáng để tắt, vì caption nó không có mô tả thêm đặc điểm gì riêng. Hiểu không? Nên gom vào. Và thiếu thứ hai là một quan hệ móc giữa team và caption, khi nói đến là làm đội trưởng của đội nào. Ok chưa? Ok ha, và tắt cái line ra. Như vậy rõ ràng là sửa cũng hơi bị nhiều đấy. Rồi, khi cô diễn đạt như vậy em có phản biện gì không? Vì có thể cô nói chưa chưa đúng ý em. Em cứ có việc nói chuyện lại với cô. Dạ không ạ, à, không có phản biệt ạ. Ok, khi mình làm đồ án á, sau này khi làm đồ án có thể giáo viên nhìn ở quan điểm khác, sinh viên nhìn ở quan điểm khác trên cùng một cái đề tài. Thì chúng ta cứ việc thoải mái trao đổi, chắc gì giáo viên đã đúng, mọi người ok chưa? Ha. Rồi ok ha, thoải mái trao đổi. Rồi ok, như vậy là Minh Quân nên vẽ lại. Bạn mà vẽ lại xong bạn muốn tôi nhận xét cái bản cuối cùng của bạn thì bạn có thể nói, hoặc tí nữa bạn xem một cái bài thứ hai. Thì xem nếu bài thứ hai nó cũng kiểu kiểu giống mình nhưng nó tốt hơn tí thì mình có thể lấy. Ok, Quân ok. Yes, ok, em tắt màn hình. Rồi, bạn nào muốn cô giúp nào? Cô muốn giúp một bạn nữa, ai xung phong. Rồi, Quốc Bảo mời em. Share màn hình bảo. Bảo ơi. Rồi, ok, cả lớp xem bài của bạn Bảo nhé. Rồi, ok, zoom lên. Rồi, ok. Cô xem bài bạn Bảo. Rồi. Ok, bài bạn Bảo rất tuyết. Nào, bắt đầu tiếp này. Đầu tiên là team. Bạn ấy có chỉ team ID là khóa chính. Ok nè. Có màu cho cái đội, cái áo màu của hắn, của đội nè. Ok nè. Tên đội nè. Ok nè. Bạn ấy có một cái bảng thứ hai, một cái entity set thứ hai là player. Gồm có player ID thiếu gạch chân rồi Bảo ơi. Thấy chưa? Thôi thôi đừng Hello, sửa, con đang để đây. yên, để cô nói. Bạn chỉ cần nốt lại thôi là được. Player ID đúng rồi, nó phải có gạch chân. Rồi, em ở đây em có thêm cái position. Bạn thấy giữa bài của bạn Bảo và bài của bạn Quân thì bài của bạn Bảo xét về góc độ thuộc tính, bạn ấy bổ sung thêm một số các cái thuộc tính. Ví dụ position là một, team ID là hai, player ID là ba. Thì những cái thuộc tính này bổ sung vô để sau này chúng ta dễ quản lý hơn thì không sao cả. Còn bạn Quân lúc nãy bạn bỏ cái position, bạn không làm vì đề nó không nói. Cô nói lại nó cũng không sao cả. Tất cả các cái thuộc tính này chúng ta dễ dàng thêm vào sau này khi chúng ta cốt, khi chúng ta cần làm ta dễ dàng thêm thuộc tính. Nhưng cái khóa chính thì phải đảm bảo ngay lúc đầu phải có. Ok chưa? Và cái tên quan hệ phải có đúng trước. Còn các thuộc tính ta có thể bổ sung sau. Bài của bạn bạn xác định cái thuộc tính rất tốt. Ok. Nào, đi xuống đến bắt đầu đến fan. Fan thì nó có cái name, tên fan. Tên fan với bạn này thì nói là fan thì không cần có tên nó trùng nhau. Cũng hơi nguy hiểm đấy nhá. Bảo cái vụ name mà cho khóa chính cũng hơi nguy hiểm. Ví dụ như cái team đi, team mà lấy tên làm khóa chính thì cô lại dễ dễ chấp nhận hơn. Cái team á. Em hiểu không? Không có team ID mà có name của team làm khóa chính cô vẫn ok. Nhưng fan mà lấy tên làm khóa chính thì hơi 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 ẩu. Bởi vì tôi như tôi nói, đây là những cái cá nhân, họ có thể trùng tên. Nên có thể lấy ID thì tốt hơn. Thôi cái này nó nhỏ, nó nhẹ thôi, không quan trọng. Rồi cứ để đi pha bảo, quả bảo em cứ để name làm khóa chính đi.
sau này muốn sửa sửa dễ mà. Rồi. Như vậy những cái gì mà có khả năng trùng tên thì nên lấy ai đi ha. Rồi bây giờ tôi xét đến quan hệ. Bài này có cái quan hệ đầu tiên là trong đề nó nói là giữa team là nó có cầu thủ chơi cho nó. Và bạn trai này đang để quan hệ là belong to. Nghĩa là cầu thủ này chơi cho cái đội nào đó. Và ở đây bạn ấy đang để quan hệ là một nhiều, trong khi thằng Quân lúc nãy thì nó để nhiều nhiều. Thì cái câu chuyện một nhiều hay nhiều nhiều là tùy vào cái requirement thôi. Với bạn Bảo, bạn đọc cái đề thì bạn thấy rằng một đội thì có nhiều cầu thủ chơi. Và một tại cái ứng dụng này, cầu thủ chỉ chơi cho một đội duy nhất, không được đổi. Cầu thủ đã thuộc về đội nào rồi thì chơi cho một đội đấy thôi, không được đổi đội khác. Thì quan điểm như vậy thì Bảo thiết kế là một nhiều. Cầu thủ thuộc về một đội duy nhất mà thôi. Nếu nó muốn đổi qua đội 2 thì đội cũ của nó sẽ bị xóa. Các em phải phân biệt nhiều nhiều với một nhiều nha. Cô đang giảng bài của thằng Bảo. Bảo nó đang để là một nhiều. Bạn phải hiểu rằng là cầu thủ khi mình đã set up là chơi cho đội A, sau này muốn đổi qua đội B thì xóa chữ A đi, đổi thành chữ B. Thì lúc đấy đây là quan hệ một nhiều, nghĩa là tại một thời điểm bạn có thể nhìn thấy thằng player này chơi cho đội nào, một đội thôi. Nếu có thể sửa thì vẫn sửa được, nhưng cái đội cũ sẽ mất. Thì đó là một nhiều. Còn bài của thằng Quân lúc nãy nó ghi là nhiều nhiều. Team có thể có nhiều người chơi, player có thể chơi cho nhiều đội. Như vậy quan hệ nhiều nhiều nó sẽ cho phép bạn lưu được lịch sử thằng player đó chơi các đội thời gian như thế nào. Cả lớp hiểu cho tôi số 2. Cô nói lại sự khác nhau đấy nha. Nếu ở đây mình set up là một nhiều, nghĩa là thằng player chơi cho đội A, mình muốn sửa qua đội B thì xóa A đi, nhập thằng B. Vậy thằng A sẽ mất. Thì muốn như vậy thì là một nhiều. Còn để nhiều nhiều nghĩa mình ghi lại lịch sử quá trình thay đổi đội của thằng player luôn. Nó chơi đội A trước, sau đó nó chơi cho đội B, cả A, B mình đều lưu. Thì lúc đó quan hệ là một player chơi cho nhiều đội cùng lưu thì là MM. Ok, cả lớp phân biệt nha. Như vậy đề nó nói cái gì? Đề nó nói chơi kiểu gì? Thì mình đọc lại đề. Mỗi cái đội nó có cái tên các cầu thủ của nó và ông đội trưởng của cái đội đó, màu sắc. Đề cũng chỉ nói thế thôi hết rồi. Như vậy khi một cái đề mà nó nói quá sơ sài như vậy thì chúng ta dễ rộng đường suy luận, chúng ta dễ làm nhiều đáp án khác nhau được, bởi vì đề nó không nói rõ. Như vậy ở đây lúc đấy thằng Quân nó để nhiều nhiều cũng không bảo nó sai, vì đề nó không nói rõ cái chuyện đấy. Nên bạn ấy hiểu rằng bạn ấy cần lưu lại một player chơi cho nhiều đội. Còn với em Quốc Bảo thì bạn ấy chỉ muốn một player chơi cho một đội tại một thời điểm. Ok, nên cũng chả bảo sai nhé, vì cái đề nó không có clear cái chuyện đấy. Rồi, bây giờ cô thích thằng khỉ Bảo ở cái chỗ số 2 này. Bạn ấy nó có một cái bảng tiếp theo gọi là caption. Caption bản thân cũng là player. Nên bạn ấy vẽ một cái quan hệ thừa kế. Ok, vẫn giống như quan điểm của Quân lúc nãy cô không phản biện. Nhưng ở đây cô nói cái caption này này, thực chất mai mốt nó ít lắm. Nên chúng ta nên gom vào tốt hơn. Ok, nhưng thôi tắt ra cũng bảo không sai mà. Được chưa? Rồi, cứ để tắt đi. Như vậy ta có một cái caption. Được chưa? Thừa kế player, bởi vì caption cũng là người cầu thủ. Và giữa caption và thằng team nó có một quan hệ gọi là list, tuyệt vời. Bạn nhìn thấy ở đây rất tuyệt vời. Đó là caption này là list của đội nào? Một đội thôi. Và một đội chỉ có một caption thôi. Như vậy đây là quan hệ 1-1, rất hay. Bảo ok, cô khen em cái chỗ này. Ok. Như vậy bạn thấy ở đây giữa player bình thường thì là belong to. Nhưng giữa team và các phần thì là quan hệ lead. Chọn đúng từ luôn. Ok chưa? Rồi, bây giờ đến fan. Cô thích thằng Bảo ở chỗ này là nó tắt ra. Nó làm đơn giản. Là fan thì yêu thích cầu thủ. Bất chấp thằng cầu thủ đấy chơi đội gì kệ bố nó không quan tâm. Thì fan nó đây nó fan với cầu thủ. Hay fan với người chơi. Love, à nó dùng động từ love. Ok. Như vậy một player thì có nhiều fan. Một fan thì yêu thích nhiều cầu thủ, đây là quan hệ nhiều nhiều, ok. Rồi, tiếp tục. Fan thì yêu đội bóng, nhiều đội bóng, một đội bóng thì được yêu bởi yêu thích bởi nhiều người, ok. Như vậy bài này tốt. Ok, bài của Bảo tốt. Xong chưa?
Ok. Cô ơi, bây giờ ơi no, để tôi nói nè. Như vậy nếu ai mà không tách thằng Captain và thằng Player riêng ra, bởi vì Captain bản chất cái thuộc tính nó không nhiều, nó không thêm cái gì cả, ngoại trừ y chang thuộc tính của Player. Vậy sinh viên hỏi, thế em ghép Player và Captain vào chung với nhau được không? Câu trả lời là được. Vậy khi em ghép vào như vậy thì giữa thằng Player và thằng Team nó có tới hai quan hệ. Quan hệ thứ nhất là belong to, quan hệ thứ hai là lead. Có nghĩa là khi bạn đã nhập Captain vào player chung thì sẽ có hai hình diamond nối qua. Rồi, hiểu không? Bảo stop lại, cô cảm ơn em. Bảo ơi. Rồi, cô cho ví dụ cái bài này của cô. Ở đây cô có vẽ sơ sơ ra, cô chưa có làm thuộc tính thì cô đang vẽ sơ sơ. Thì bạn thấy đây là một cái tình huống khác của cô. Của có cái quan hệ nữa. Thì ở đây bạn thấy thằng Captain và thằng Player, cô đã thấy rằng cô nối vào với nhau. Đây là một gợi ý thôi nhá. Cô không bảo bài của bạn sai, bài của các bạn vẫn đúng. Đây là một góp ý khác. Thì ở đây bạn sẽ thấy cô có một cái Player và giữa Player và Team cô có hai cái hình thoi khác nhau để diễn đạt hai cái quan hệ khác nhau. Thấy chưa? Cái quan hệ thứ nhất là quan hệ chơi cho cái đội nào. Quan hệ thứ hai là quan hệ lead. Và giữa chơi thì là một nhiều, một đội có nhiều cầu thủ chơi. Và ở đây cô đang set up là cầu thủ chơi cho một đội thôi, nên cô để một nhiều. Và có quan hệ lead là quan hệ một một, nghĩa là player là lead của cái team nào và cái team được lead bởi một cầu thủ nào, thì đây là hai quan hệ. Như vậy nếu ai mà nhập vào với nhau thì nó sẽ ra như vậy. Còn tắt các thần gia riêng thừa kế cũng không sao cả. Vẫn ok. Nào, ok, như vậy đây là một cái ví dụ nhá, là trên hai object khác nhau ta có thể có nhiều quan hệ ở ngữ nghĩa khác nhau và mỗi cái nó có số lượng khác nhau rồi. Ok, như vậy còn ai muốn cô sửa à, đứa nào vừa giơ tay đứa cô ấn tắt bé mất tiêu rồi. Rồi mời các em vừa giơ tay. Cô mời em. Cô ơi, cho em Không hỏi cô hỏi gì. cho em hỏi cái khúc mà cái hình của cô, cái À. hành vi play á, ở À. một bên là nó có số 1, một bên là chị em mà, thì mình xác định như nào cô, nó thuộc tính đó, nó thuộc về như nào cô? À thuộc tính hả? Có nghĩa không? Ở khi mình nói một nhiều mình không gọi là thuộc tính mà mình nói cái số lượng. Có nghĩa là cái quan hệ player đang nghĩa là một đội thì được nhiều cầu thủ chơi. Đứng từ bên này đọc qua bên này, một cầu thủ thì có nhiều người chơi. Một người chơi thì chơi cho một đội. Em hiểu không? Mình đọc như vậy. Chứ mà không nói về thuộc tính. Thuộc tính thì cô chưa vẽ. Thuộc tính thì vẫn như các bạn nhé. Thuộc tính hiện nay cô chưa vẽ bởi vì cô vẫn theo thuộc tính của các bạn. Các bạn làm thuộc tính đúng rồi. Em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Và Vậy một đội thì chơi bởi nhiều player. Một đội thì có nhiều player. Player thì chơi cho một đội. Thì cái quan hệ một nhiều nó nghĩa là vậy. Và ở đây có sinh viên hỏi cô. Sao bài của các bạn, cô ơi em không thấy khóa ngoại. Câu trả lời khi mình vẽ ERD. Đứa nào vẽ khóa ngoại là zero. Bởi vì sao? Khóa ngoại diễn đạt mối quan hệ. Mà ở đây chúng ta đang vẽ quan hệ bằng hình diamond. Vậy ta làm khóa ngoại nữa làm gì? Vì làm sẽ dư. Cô nói lại, khi ta vẽ ERD, chúng ta không mô tả khóa ngoại. Bởi vì cái quan hệ của chúng ta sau này sẽ là khóa ngoại. Cái relationship bằng cái hình thoi này này là mục tiêu chúng ta diễn đạt khóa ngoại đấy. Như vậy nếu mày vẽ thêm cái thuộc tính khóa ngoại ở trong cái cục tròn tròn nữa, mình có cái cục tròn tròn mình vẽ khóa ngoại nữa, vậy là mình đang dư. Như vậy rất nhiều sinh viên khi làm đồ án tốt nghiệp, các em vẽ ID các em vẽ sai. Bởi vì bọn em dám để team ID vào đây là em chết. Để team ID để đây là nói là cầu thủ này chơi cho cái đội nào. Thôi em ơi không có ghi như vậy. Bởi vì cái play này nè, cái quan hệ này nè, đó, cái hình thoi này nè, chính là khóa ngoại. Và đã có hình thoi diễn đạt mối quan hệ rồi, thì cái khóa ngoại, cái thuộc tính tròn tròn để làm khóa ngoại dư. Đồng ý cho số 3. Đứa nào vẽ khóa ngoại, các thuộc tính khóa ngoại trên cái mô hình này của tôi cho zero. Bởi vì làm capstone bọn em bị trừ điểm nặng lắm luôn. Được chưa? Khóa ngoại diễn đạt quan hệ. Mà chúng ta đang có quan hệ ở đây rồi. Vậy đâu cần vẽ viết khóa ngoại ở đây nữa làm gì? Hiểu chưa?
Rồi, ok. Vậy cô chốt bài này nhá. Có ai có cách làm khác mà vẫn thấy cảm giác mình đúng không? Giơ tay một người nữa nào, cần không? Không cần đúng không? Rồi, tiếp tục. Cô sẽ đi qua bài kế tiếp. Là bài thứ tư. Bài thứ tư là cái bài phổ biến liên quan đến mấy ứng dụng quản lý bán hàng. Đây là một bài siêu phổ biến. Và cô chưa có vẽ và cô cần xem các bạn ai muốn cô sửa trên cái bài chính của các bạn. Các bạn giơ tay. Nhớ mời Phi Long. Ok, cô mời em. Đông Mi là người thứ hai. Tí nữa Phi Long rồi đến Mi. Nào, mời các em trình bày. Mở cái slide, em mở cái Word ra cho cô xem. Những đứa sai vẽ lại giùm cô nha. Phi Long, lên hình em. Cô thấy gì cô ơi? Rồi em. Nào bài của Phi Long. Bài số 4 này nó đòi hỏi em phải lưu trữ customer, item, order and invoice. Như vậy có bốn cái thực thể chính cô vừa đọc được. Cô cần xem của em. Nào, cô bắt đầu xem. Em zoom bự bự ra một chút được không? Ấn vào cái kính hay cái gì để zoom. À ok, được rồi. Kéo lên trên cô đọc customer trước. Cô có một cái thực thể tên là customer, có ID là khóa chính, name là khóa chính luôn hả em? Sao nhiều khóa chính vậy? Hay khóa chính gồm hai cột? Khóa chính em để ID, name với address vô. Ồ, khóa chính mà gồm tới ba cột lận hả? Tại vì em nghĩ là ba cái này thì mình phải nhập nó riêng biệt, nó thì No, customer có đầy người khách hàng ở siêu thị đều tên Vân mà em. Cô nói lại khóa chính làm sao chọn tối thiểu mà vẫn phục vụ được mục đích. Như vậy nếu em cần một cái người khách A khác với người khách B mà em bắt phải nhập ba cái này khác nhau thì đồng thời cả ba cái này dùng để làm khóa chính thì hơi rối, hơi nặng đấy. Chỉ cần mã là đủ rồi em. Nên em để name với address về bình thường giúp cô. Rồi. Ok ha. Cô nói lại chúng ta nên chọn cái gọn nhất để làm nhé. Rồi, ok, ID của bên này làm khóa chính. Rồi, nếu mà là cô ấy làm cái contact của mình đang là quản lý khách hàng cho một bán hàng trên mạng thì có một thông tin mà đề nó không ghi nhưng theo cô rất quan trọng, đó là số phone, số điện thoại ấy. Cực kỳ quan trọng, em công nhận mình mua hàng trên mạng không? Nó là giao dịch với mình, nó tương tác với mình, nó xác nhận đơn hàng qua điện thoại. Nên chúng ta nên, nếu mà góc độ mình thiết kế database cho khách mình thì chúng ta nên thêm một cái thuộc tính cực kỳ quan trọng để nó có thể không nói, đó là số phone. Em nốt vào vở của em đi để tí em vẽ sau nhá. Rồi còn những bạn khác thì cũng vậy. Cô ơi em để email được không? Email cũng ok. Trong email và phone thì phone nó quan trọng hơn nhá. Để ý cho cô, bọn em mua hàng trên mạng thường người ta xác nhận đơn hàng với em trước khi giao là người ta gọi điện thoại cho em. Được chưa? Nên cẩn thận với số phone. Rồi ok. Rồi, tiếp tục. Cô có một cái thực thể thứ hai là sản phẩm, bạn ấy ghi là item. Ở đây item có name và ID, nhưng nãy bạn nên dùng ID tốt hơn là dùng name. Vì băng vệ sinh trong cái siêu thị của mình nó cũng là băng vệ sinh vậy. Đúng không nào? Tên nó giống nhau. Rồi, bây giờ cô góp ý. Cô thấy item em để thuộc tính là ID là khóa chính, cô không nói em sai. Nhưng khi thiết kế mà tất cả khóa chính em đặt là ID, sau này khi em cài đặt xuống phần mềm em chết luôn vì em bị nhầm. Vì tụi nó đang có chung cột là ID, nhưng ID bên trái là ID của người, ID bên phải là ID của đồ vật. Nên các em đừng tiết kiệm về cái tên. Cố gắng ghi cho clear, vì sau này em thấy khi em viết truy vấn SQL chỉ vì mình đặt nhầm tên nên mình viết sai. Thôi mình đừng đặt dài quá, mình đặt curse ID cũng được bé ơi. Đặt một cái tín hiệu gì đó để cho nó phân biệt ra cái ID khác rồi ok. Bạn ấy đặt item ID là cô ok nè. Được rồi. Vì trong cái đề bài này nó có một cái thuộc tính là status để mô tả hàng của mình đã hết hay chưa, chỉ là cái trạng thái thôi. Họ muốn mình lưu cái đó nên bạn trai này thêm một cái status. Yes, ok. Nào, thực thể thứ ba là order. Order là đơn hàng. Đơn hàng thì có mã đơn hàng, ngày đặt hàng, tổng số lượng có trong cái đơn hàng đó và ngày giao. Cứ để đây cô không biết. Và order ID là khóa chính. Ok. Nào, cô có một thực thể thứ tư
là invoice. Oh, invoice của em sao nó lại là thuộc tính? Nó phải là entity. Yeah, nó phải là entity. Vì không thể nào có cái relationship với thuộc tính được. Nha, yeah. Cái hình thoi nó chỉ móc tới các cái entity thôi. Rồi, ok là invoice. Nào, thuộc tính của invoice hóa đơn thì thường nó phải có mã bé ạ. Thêm mã vô. Em sẽ nên thêm mã vô. Rồi invoice thường nó có cái gì em? Nó có rất nhiều thông tin về thuế, VAT, đúng không? Mấy cái đấy em nên thêm vô. Thôi em thêm mã trước đi, còn những cái khác bạn có thể thêm sau. Cái ship date này là ship date trên đơn hàng dự kiến. Nếu bạn để cái ship date móc vào order thì cô được hiểu cái ship date đó là ship date dự kiến. Tại vì đây là đơn đặt hàng mà, cái ngày giao mình đâu có biết trước. Nên ship date mà bạn móc vào order, cô nhắc lại, phải hiểu là ngày giao dự kiến. Còn cái ship date mà móc vào invoice, đó chính là ngày giao chính xác. Em hiểu không em Long? Nó có hai nghĩa đấy. Nên theo cô, bạn nên ngày hóa đơn nó có một cái ngày lập nữa. Cái mã invoice là ok và cái ngày lập invoice rất quan trọng. Tất cả các tờ hóa đơn phải có ngày lập. Nên em copy cái ship date của em hay là ngày tạo gì đó em dán thêm qua này. Rồi, đó là cái góp ý của cô ha. Nó có những cái field khác nữa, nó có những cái thuộc tính khác nữa, nhưng cô đang chỉ nhắc đến những thuộc tính quan trọng. Invoice quan trọng là cái mã. Invoice quan trọng là cái ngày lập. Được chưa? Đây, related date, đi related date, ngày tạo. Rồi, ok, nha, cẩn thận dùm cô. Và invoice ID phải là khóa chính nhá. Rồi, vậy khi hội đồng hỏi em, ủa, cái re-date là ngày tạo invoice, thế cái ship date của mày là gì? Thì trả lời, thưa thầy, khi trong order mà có cái thuộc tính là ship date, đây chỉ là ngày giao dự kiến, giống như trên website mình mua hàng ấy. Mình đặt ngày A thì nó là dự kiến giao trong 7 ngày, 7 ngày sau là 7 ngày nào, ngày dự kiến thôi. Còn ngày thật của invoice mới là re-date. Rồi, bây giờ đến relationship. Cô đọc đề, cô thấy người ta nói là một khách hàng thì có một hoặc nhiều đơn đặt hàng. Như vậy bạn ấy diễn đạt một cái chữ has. Ok chưa? Has hay chữ order cũng được. Order nó có là nghĩa động từ. Rồi, bạn dùng chữ has và đây là một nhiều. Một customer thì có nhiều order. Rồi, order thì phải thuộc về một khách hàng. Như vậy đây là quan hệ một nhiều hoàn toàn chính xác. Rồi, trong đơn đặt hàng thì bạn thấy nó có chứa nhiều sản phẩm. Và sản phẩm có thể được order bởi nhiều đơn đặt hàng. Như vậy quan hệ giữa order và item bạn để MM là quá hay. Nhưng theo cô bạn nên có thêm một thuộc tính nữa. Đi từ cái chữ has của MM. Bạn thêm vẽ đi. Đó là số lượng đặt mua. Khi đơn hàng mua sản phẩm nào, chúng ta thường có cái quantity. Mua cái hàng đó bao nhiêu cái. Như vậy cái quantity đây là số lượng mình mua trên cái mặt hàng này của cái đơn này. Như vậy cái quantity này không phải là total quantity nha. Nó là quantity mua trên từng món hàng. Như vậy cái thuộc tính total of quantity của cái order tôi coi như là thuộc tính dẫn xuất. Bởi vì mình muốn tìm ra được cái total of quantity thì mình sẽ tính tổng các cái quantity mình mua. Nên cái thuộc tính total này không phải để chúng ta nhập. Mà thuộc tính này được suy ra bằng cách cộng tất cả các quantity mình đã đặt trên món hàng. Mình cộng lại với nhau thì ra total. Như vậy em nên sửa cái total là net đứt. Vì nó là thuộc tính dẫn xuất. Cái total của em á, em sửa đi net đứt. Em mà làm net đứt thì sao nhìn nó đừng có nhiễn quá, khó dòm. Đứt thưa thưa ra. Rồi, đúng rồi, thưa thưa vậy đó. Rồi, bây giờ em Long em hiểu chưa? Dạ, dạ, hiểu không? Rồi, như vậy quan hệ MM của em rất hay. Nhưng mà quantity phải có. Rồi bây giờ đến order và invoice. Đây là quan hệ 1-1 chính xác. Vì đề bài nói một đơn chỉ có một hóa đơn đi kèm. Ok. Như vậy đây là kết quả bài của em. Ok, rất tốt. Nếu mà cho cô chấm điểm, cô sẽ cho em 9 điểm. Ok. Yeah. Ok, được rồi. Cảm ơn em. Rồi, ai muốn cô sửa nào? Có thể có một cách khác nhá. Tôi không nói đấy là cách duy nhất nhá. Database mà. Rồi, Đông My, mời em.
của My đâu. Các em nhớ sửa bài nhá, vì bữa sau mình đi qua cái bước logical. Cô lấy 4 bài chúng ta làm hôm nay để làm tiếp đó. Nên các em không có bài là cô không làm được tiếp đâu nha. Nào, đây là bài tiếp theo của bạn My. Bạn ấy có cus ID rất tốt, quá chính. Contact, em ơi, contact info là gì á? À, là những thông tin về để contact đúng không? Rồi, ok. Lần sau dùng tên cụ thể ra, nó là email hay nó là phone hay là nó là cái gì. Rồi. Ở đây cô thấy item của bạn thì có item ID. Startup em đi cho cô góp ý nè. Cái 10 các em không gõ, đấy là value mình nhập. Chờ cô một chút. Cái data sample có nghĩa là đấy là dữ liệu mẫu mà người ta mong ước là sau này khi mình nhập vào mình để một hoặc không ở cái status, chứ nó không phải là thuộc tính. Nên cái số 10 em chỉ vào cái status là chưa ok, mai mốt nó là dữ liệu mình sẽ nhập vào status, người ta ghi ra cho mình hiểu thôi, nên em xóa 10 giúp cô. Bé hiểu cho My? Dạ hiểu. Trong cái đề của mình ấy, sinh viên hay bị nhầm lẫn là những cái data mẫu mà người ta ghi vào để người ta giải thích cho cái đề thêm ấy, thì sinh viên lại cứ tưởng nhầm đó là cái thuộc tính
Thuộc tính ở đây chỉ là status thôi. Yes, ok. Ta có cái price, giá bán, ok. Ta có cái order. Order kết nối với item, nó là quan hệ nhiều nhiều. Như cô nói góp ý lúc nãy, bạn thiếu một cái thuộc tính cho quan hệ nhiều nhiều, đó là số lượng đặt mua của một món hàng trên một đơn đặt hàng, cái quantity. Em nên vẽ thêm vào ở chỗ quan hệ nhiều nhiều, item và order. Giữa customer và order là quan hệ một nhiều, hoàn toàn chính xác. Giữa order và invoice là quan hệ một một chính xác, nhưng bé lại quên một điều là invoice thì phải có thuộc tính. Em hiểu không My? Hiểu. Invoice không một cái thực thể nào mà tồn tại mà không có thuộc tính. Giống như bảng mà không có cột ấy, thì sao có bảng? Đó, dạng vậy. Như vậy invoice em có nên có thêm thuộc tính khóa là invoice ID, ngày lập, VAT, được chưa? Ví dụ vậy. Bé hiểu chưa? Dạ được. Rồi, thêm cái quantity số lượng mua giữa item và order nha. Dạ. Rồi, ok, đó là đời bài góp ý của cô. Ok, cảm ơn em. Nào, như vậy cô thấy sau khi cô chấm hai bài thì đa số các bạn phân tích nó đúng tới 80 và 90%. Như vậy là rất ok luôn. Nhưng ở đây bạn phải nhớ rằng đây là cái đề chúng ta đang làm quá gọn, cái đề hết sức đơn giản. Nhưng cái đề của chúng ta trong cái bài assignment các em phải nộp cho cô thì nó sẽ phức tạp hơn. Và các em lấy giấy, lấy bút ra, ghi cho tôi đề assignment. Các em sẽ nộp vào cho cô vào tuần thứ 9, thứ 10, tuần thứ 10 đi. Cô sẽ chấm. Các em sẽ phải làm từ từ đến bây giờ. Nào, các em ơi, các em nghe cô chứ? Nếu các em nghe, các em để cho cô số 4 và ghi đề assignment. Con nghỉ rồi hả? Hết tất cả các môn luôn. Học xong rồi hả? Nhanh hả? 10 phút này. Sướng vậy. Rồi, bây giờ chúng ta đọc đề, cô ghi đề assignment cho các bạn ghi nhá. Nào, hãy chọn một website bất kỳ. Mỗi người làm riêng nhá. Hãy chọn một website bất kỳ để thực hiện các yêu cầu. Hãy chọn một website bất kỳ để thực hiện các yêu cầu. Hai chấm. Xuống hàng, gặp đầu hàng thứ nhất. Hãy vẽ ERD. Hãy vẽ ERD. Thể hiện data sử dụng trong website đó. Hãy vẽ ERD. Thể hiện dữ liệu, thể hiện entity đó, và quan hệ của dữ liệu trên website đó. Có ghi ERD cho nó đơn giản. Hãy vẽ ERD thể hiện data lưu trữ của website đó. Đó, ghi vậy. Gặt đầu hàng thứ hai. Gặt đầu hàng thứ hai. Tạo mô hình logical diagram. Hãy tạo logical diagram từ ERD của bước của bước trên. Đây là yêu cầu thứ hai cho bài assignment. Cái logical tạo như nào cô? Cô chưa dạy. Thứ tư các em sẽ gặp cô. Cô sẽ dạy logical và cô dùng 4 cái bài hôm nay chúng ta học. Cô sẽ sử dụng 4 cái bài này để cô hướng dẫn các em làm. Sau khi có logical xong, em hãy làm cái bài assignment tiếp theo. Còn hôm nay, sau buổi hôm nay, các em hãy chọn cho cô một website mà em yêu thích, đủ đơn giản để em làm. Còn tụi bay chọn một website phức tạp thì kệ tụi bay, muốn chọn website nào cũng được. Được chưa? Làm cho cô ERD trước rồi hãng làm logical, vì cô dạy đến đâu thì em làm tới đấy cho nó nhanh. Rồi, gặt đầu hàng thứ ba. Gặt đầu hàng thứ ba. Hãy cài đặt database. Hãy cài đặt database này trên SQL Server. Hãy cài đặt database này trên SQL Server. Được chưa? Xuống hàng, gặp đầu hàng thứ tư. Hãy viết các câu SQL để hiển thị dữ liệu giống như trên website.
Hãy viết các câu SQL để hiển thị dữ liệu giống như trên website. Đây là một bài tập mở. Được chưa? Tất nhiên, câu 3 và gạch đầu hàng câu 4 em chưa làm được vì cô đã dạy đâu. Được chưa? Nên hôm nay có cái ý thức là đi tìm cái website để làm bài tập này. Rồi vẽ ERD xem để làm được cái website đó. Thì bạn tưởng tượng là cái thằng trước đó nó làm ấy, cái thằng mà nó xây dựng website đó, nó đã phải mô tả dữ liệu như thế nào. Em vẽ ngược lại cho cô. Nếu cả lớp hiểu đề, đây là 4 yêu cầu cô cần các em làm. Và đây chính là công việc của một người làm đồ án tốt nghiệp. Thì mời các em gõ số 5. Tất nhiên em chưa làm được ngay đâu. Mình làm được tới bước nào thì mình làm. Và cứ làm từ từ cho cô cho đến ngày tuần 10. Cô sẽ chấm nó, lấy điểm assignment. Được chưa? Ok, cả nhà hiểu nhá. Như vậy thứ tư cả nhà nhớ quay lại với cô nhá. Cô sẽ dạy em logical. Bài này dạy thì nhanh thôi. Ok chưa? Nào, say goodbye cô. Bye bye. Các ai cần hỏi.